Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 11, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Huế tăng cường hoạt động tầm soát nhanh các ngành nghề liên quan đến lò mổ Phụ Hậu và lái xe đường dài. Gấp rút hoàn thành và đưa vào hoạt động các khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại thị xã Hương Trà. Nhiều ý tưởng dự án tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2021 mang tính thương mại cao được đánh giá có tiềm năng, cơ hội thu hút các quỹ đầu tư, các nhà doanh nghiệp lớn hỗ trợ kết nối phát triển. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2021 để thông tin một số nội dung quan trọng và định hướng công tác tuyên truyền trong các tháng cuối năm. Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có ông Hoàng Khánh Hùng, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các báo cáo viên từ Trung ương đến địa phương đã được thông tin các chuyên đề, thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian gần đây và chuyên đề đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã định hướng một số nội dung tuyên truyền trong tháng 11 năm 2021, chủ yếu liên quan đến công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn quốc. Tại Thừa Thiên Huế, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung. Trọng tâm là kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, tuyên truyền quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, tuyên truyền mạnh về nghị quyết 128 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2021. Chuyển sang những tin tức về dịch bệnh trên địa bàn. Tối qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo có thêm 68 ca F0 được ghi nhận trong ngày. Trong đó đáng chú ý có 27 ca trong cộng đồng, 1 ca tại chỗ kiểm soát, 2 ca từ theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, phát hiện tại khu cách ly tập trung 35 ca, tại khu phong tỏa 3 ca. Theo đó, tính đến nay, toàn tỉnh có 1.800 ca F0, hiện đang điều trị 585 ca, đã được điều trị khỏi 1.210 ca, trong ngày 56 ca, tử vong 5 ca. Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật vào chiều ngày 16 tháng 11, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn có nhiều xã, phường đang thuộc vùng đỏ, cấp độ 4, nguy cơ rất cao. Cụ thể, các địa phương đang thuộc vùng đỏ gồm phường Vĩ Dạ, Hương Vinh và xã Hương Phong, thành phố Huế, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Thành phố đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị, đoàn thể, người dân đang đồng sức đồng lòng chung tay chống dịch với mong muốn sớm cắt đứt các nguồn lây, đẩy lùi dịch COVID-19. Hiện thành phố Huế đang cho tầm soát nhanh các ngành nghề liên quan đến lò mổ Phụ Hậu và lái xe đường dài. Cùng với công tác phòng chống dịch, thành phố đang triển khai công tác hỗ trợ cho bà con ở các vùng cách ly phong tỏa để người dân yên tâm phòng dịch, hạn chế lây lan dịch ra cộng đồng, tầm soát nhanh các ngành nghề liên quan đến lò mổ Phụ Hậu và lái xe đường dài. Hiện 36 phường xã đang vận hành tốt đường dây nóng, đề nghị các địa phương thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch thành phố để thuận tiện trong việc trao đổi thông tin, điều hành công việc nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp. Các địa phương phải tuân thủ nghiêm nghị quyết 128 của Chính phủ. Đối với các vùng ở cấp độ 3 và 4 thì hạn chế đi lại, hàng quán phải tạm thời đóng cửa, phải thực hiện quét mã QR ở các cơ quan đơn vị, tăng cường tuyên truyền các quy định phòng chống dịch đến người dân. Đối với các điểm dịch nhỏ lẻ trên địa bàn thì các phường xã chủ động triển khai phương án phòng dịch. Đối với các khu phong tỏa nhỏ tạm thời mà không phát hiện các ca F0 mới thì chủ động giữ phong tỏa để tạo điều kiện cho người dân sản xuất kinh doanh đi lại. Những ngày qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn phường Vĩ Dạ khi số ca nhiễm có xu hướng gia tăng. Cùng với việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân đang thực hiện các biện pháp cách ly. Hiện nay tại khu phong tỏa đã lấy mẫu khoảng 3.000 người đang sinh sống. Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 11, có 1.200 hộ được các cơ quan ban ngành, thành phố, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Ủy ban nhân dân phường hỗ trợ 119 triệu đồng. Các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày như gạo, nước mắm, dầu ăn, 50 bộ đồ bảo hộ y tế. Để đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu và kiểm soát dịch bệnh, Bí thư Thành ủy Phan Thiên Đình đề nghị trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố để đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố
đề nghị trường học y dược, sở y tế tăng cường nguồn nhân lực tiến hành lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho đại diện các hộ gia đình từng tuyến đường, đồng thời có biện pháp để tránh tập trung đông người ở khu vực lấy mẫu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, với sự lưu thông đi lại của người dân được nới lỏng, mặc dù việc giám sát y tế chặt chẽ từ vòng ngoài, nhưng ý thức của một số người dân trong công tác phòng chống dịch chưa cao, né tránh việc khai báo dẫn đến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng gia tăng cục bộ ở một số địa phương, gây ra nhiều diễn biến phức tạp, khiến cho công tác phòng chống dịch phải có nhiều giải pháp ứng phó với tình hình mới. Trong đó gấp rút chuẩn bị đưa vào hoạt động các khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ là giải pháp đang được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh khẩn trương triển khai tại thị xã Hương Trà. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định trưng dụng cơ sở công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam tại khu công nghiệp Tử Hà và cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Bảo Thành ở phường Tử Hà để làm khu điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với tổng số khoảng 900 giường bệnh. Những ngày qua, lực lượng quân đội và công nhân của các công ty đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục như sơn sửa lại nhà ở, lắp đặt cửa, lắp đặt thiết bị điện nước, chuẩn bị cả khu vực vệ sinh và dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đến nay có thể nói mọi công tác chuẩn bị ở trung tâm chỉ huy điều hành bảo đảm hậu cần thì đến ngày mai là chúng tôi cơ bản hoàn tất và sẵn sàng đi vào hoạt động. Còn đối với hai khu điều trị F0 ở Tân Bảo Thành và Hello thì đang gấp rút tiến hành mọi công tác chuẩn bị, đến nay là có thể nói là đến 80%. Còn các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, rồi là các lực lượng của các công ty đang tiến hành lắp đặt các vách ngăn và hoàn chỉnh các cái hệ thống để bảo đảm đầy đủ các thiết chế đúng với yếu tố dịch tễ theo quy định của Bộ Y tế và các ngành đã hướng dẫn. Hương Trà đảm nhận hai khu điều trị thu dung F0 ở công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam với quy mô 600 giường bệnh và công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Bảo Thành với quy mô 300 giường bệnh. Hiện Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà đang chỉ đạo các lực lượng gấp rút triển khai những phần việc còn lại, chậm nhất là ngày 19 tháng 11 có thể tiếp nhận thu dung bệnh nhân để điều trị. Theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh thì hiện nay chúng tôi cũng gấp rút để triển khai các cái công việc để và chậm nhất trong thứ sáu tuần này thì sẽ có khả năng để là đưa các bệnh nhân ra đây để thu dung điều trị. Cái nhân lực ở đây là có trung tâm y tế, với ban chỉ huy quân sự thị xã. Ngoài ra thì trong quá trình làm vấn đề nhân lực mà nó có phát sinh, nó thiếu thì là sở y tế sẽ là hỗ trợ cùng với Hương Trà để cử cán bộ tham gia các cái khung ở đây từ công tác quản lý cũng như công tác là điều trị. Mặc dù việc giám sát y tế chặt chẽ từ vòng ngoài, nhưng ý thức của một số người dân trong công tác phòng chống dịch chưa cao, né tránh việc khai báo dẫn đến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng gia tăng cục bộ ở một số địa phương. Trước tình hình trên, ngành y tế phối hợp với các ban ngành tầm soát, phát hiện, bóc tách F0 để ngăn chặn F0 lây nhiễm trong cộng đồng, triển khai phương án ngăn chặn sự gia tăng F0 trong cộng đồng, giám sát chặt chẽ từ vòng ngoài, người từ vùng dịch trở về. Ở vòng trong, tầm soát chặt chẽ, nghiêm túc theo nguyên tắc nguy cơ lây nhiễm đến đâu, tầm soát đến đó. Đặc biệt, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo ngành y tế chủ động chuẩn bị sẵn sàng kịch bản trong tình huống số ca nhiễm gia tăng trong cộng đồng từ 1.000 người bệnh lên tới 5.000 người bệnh. Hiện tại thì với cái trường hợp F0 đã phát hiện trong cộng đồng lớn như thế thì chúng tôi cũng đưa ra cái trường hợp kịch bản rồi cho số lượng F0 khi gia tăng trong cộng đồng 1.000, 2.000, 3.000, thậm chí là 5.000 cái trường hợp F0 trong cộng đồng. Và chúng tôi cũng đã thực hiện theo cái mô hình là tháp 3 tầng. Những trường hợp F0 không triệu chứng nhẹ thì chúng tôi đã có những cái cơ sở thu dung. Còn những cái trường hợp triệu chứng trung bình hoặc là nặng thì chúng tôi cũng có những cái đơn vị đã điều trị chuyên biệt như là bệnh viện phổi Hương Sơ, bệnh viện Chợ Mây, bệnh viện Bình Điền. Và mỗi cái trung tâm y tế của huyện thì chúng tôi cũng dành khoảng 30% cái số giường để và nhân viên y tế để chuẩn bị sẵn sàng cho cái tình huống kịch bản xấu nhất xảy ra. Đến thời điểm này, thì xã Hương Trà đã triển khai hoàn thành cơ bản khu vực điều hành chung nhằm đảm bảo phục vụ hậu cần cho các lực lượng làm việc tại các khung điều trị F0 tại Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp Dạy nghề Hương Trà. Theo kế hoạch, đối với hai khu điều trị thu dung F0 ở Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Bảo Thành, chậm nhất là vào ngày 19 tháng 11 tới, sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng hai cơ sở này để cơ quan chức năng triển khai lắp đặt bố trí giường bệnh và hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế,
góp phần giải quyết vấn đề thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng đang có chiều hướng gia tăng. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa được tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế Airport Council International chấp nhận gia hạn chứng nhận AHA, chứng nhận an toàn vệ sinh dịch tễ. Cùng với đó, Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế Incheon, Hàn Quốc cũng vừa công nhận Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là thành viên chính thức của chương trình sáng kiến hành lang an toàn. Đó là những ghi nhận của các tổ chức quốc tế về công tác bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19, bảo đảm sức khỏe cho hành khách tại sân bay. Hiện trên cả nước, nhiều tỉnh thành chỉ tổ chức dạy học trực tuyến qua truyền hình. Tuy nhiên, cũng có nhiều địa phương quyết định cho học sinh đi học trực tiếp ở trường từ 15 tháng 11. Theo đó, một số địa phương như Bắc Giang, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Đồng Nai đã cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Sau ngày 1 tháng 12, các địa phương ra soát đánh giá quá trình tổ chức cho học sinh đi học tại cơ sở giáo dục và tình hình thực tiễn dịch bệnh tại địa phương để có quyết định tiếp theo về việc tổ chức cho sinh viên, học sinh các cấp trở lại trường học. Trong khi đó, một số địa phương vì tình hình dịch diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn đã quyết định mở rộng địa bàn cho học sinh ngừng đến trường. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức về kinh tế. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2021 ước đạt 8.555 tỷ đồng, vượt 41% dự toán và tăng 23% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 7.974 tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.314 tỷ đồng, vượt 20% dự toán, tăng 11%. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.052 tỷ đồng, vượt 14% dự toán, tăng 26%. Thu tiền sử dụng đất 2.539,8 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần dự toán, tăng 52%. Theo báo cáo của ngành tài chính tỉnh, dù số thu trong các tháng từ tháng 5 đến tháng 11 giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng nguồn thu trên địa bàn vẫn đảm bảo và số thu ngân sách sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trong những tháng cuối năm, ngành tài chính tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách theo nguyên tắc phải thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng. Được biết, chi ngân sách địa phương ước đạt 7.877 tỷ đồng, bằng 74% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 2.174 tỷ đồng, chi thường xuyên 5.520 tỷ đồng. Ước đến cuối tháng 10, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 54.700 tỷ đồng, tăng 2,65% so với đầu năm. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế, dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 59.600 tỷ đồng, tăng 15%. Nợ xấu nội bảng trên địa bàn ở mức 432 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 0,73%. Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, các ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi trong 2 tháng cuối năm. Điều này được các chuyên gia cho là hoàn toàn hợp lý, bởi lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua, khiến nhiều người dân rút tiền ra khỏi ngân hàng, đổ vào bất động sản, chứng khoán. Dịp cuối năm, nhu cầu về vốn của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tăng lên, vì thế lãi suất tiền gửi phải tăng để thu hút người dân gửi tiền. Nếu ngân hàng có lượng tiền gửi thấp sẽ không đảm bảo hoạt động cho vay cũng như nhu cầu khác của ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 được tổ chức nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho người dân trên địa bàn tỉnh cũng như lan tỏa trong cộng đồng. Năm nay, qua các vòng thi, ban tổ chức đã lựa chọn được 12 ý tưởng dự án xuất sắc để trao giải, trong đó có nhiều ý tưởng dự án mang tính thương mại cao, được đánh giá có tiềm năng, cơ hội thu hút các quỹ đầu tư, nhà doanh nghiệp lớn hỗ trợ kết nối phát triển. Dự án bánh ép Thuận An, Pizza Giòn, Chinh phục Thế giới là một trong những dự án được ban tổ chức đánh giá là mang tính thương mại cao. Đây là một trong những dự án thuộc lĩnh vực chế biến thực phẩm từ một đặc sản nổi tiếng vùng ven biển của Thuận An. Ý tưởng do anh Ngô Đức Vương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm Seafood thực hiện. Từ nguyên liệu chính là bột lọc ép với nhân thịt heo, các loại hải sản và hành khô, bánh ép Thuận An của anh Ngô Đức Vương thực hiện cho thấy cái sáng tạo trong việc mang đặc sản của quê hương để giới thiệu lan tỏa đến du khách, người tiêu dùng trong và ngoài nước. Bánh ép ở dự án này được làm khá bắt mắt với mẫu mã bao bì đẹp, sang trọng, toát lên tinh hoa tinh túy của đặc sản nổi tiếng quê hương. Hiện Ngô Đức Vương đã giới thiệu ra thị trường hai vị là bánh ép thịt nướng và bánh ép hải sản với hai loại kích cỡ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Chúng tôi có thể cải thiện thêm về quy trình sản xuất để có thể phát triển cái sản phẩm, để lan tỏa cái sản phẩm đặc sản của Thừa Thiên Huế của chúng tôi có thể đi xa hơn,
của các bang tỉnh hoặc các bang quốc tế có thể ăn được cái sản phẩm đặc sản Thừa Thiên Huế của quê hương của chúng tôi. Theo ban tổ chức cuộc thi, trên cơ sở những quan điểm và định hướng của đề án Cố đô khởi nghiệp, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 đã được tổ chức với tinh thần đổi mới, thống nhất, đồng bộ, tạo sự lan tỏa và chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thể hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh nhà. Với mục tiêu nhằm đẩy mạnh khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời tìm kiếm, chọn lọc và tôn vinh các ý tưởng. Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp hiệu quả, hoạt động tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển. Năm nay có 53 dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp. Phải nói rằng là chất lượng của các cái dự án tính đổi mới sáng tạo rất cao, và đặc biệt là các cái dự án đã khai thác được những cái giá trị văn hóa Huế trong lĩnh vực giáo dục, trong lĩnh vực du lịch, và đặc biệt là các cái sản phẩm đã khai thác được những cái tiềm năng bản địa như là vùng nguyên liệu dược liệu và các cái giá trị văn hóa của các cái làng nghề truyền thống để khởi nghiệp. Bên cạnh đó cũng một số cái dự án đã có những cái sáng tạo mới trong tạo ra những cái sản phẩm khoa học công nghệ, và từ đó đưa ra các cái sản phẩm mà có thể thích ứng với thị trường, đáp ứng nhu cầu của các cái góc khuất mà thị trường đang cần. Đồng hành với cuộc thi mùa thứ 6 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland, Tập đoàn Vicoland, nhằm thống nhất hợp tác phát triển chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thừa Thiên Huế trong đề án Cố đô khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025. Nằm trong nội dung ký kết này, Tập đoàn Vicoland sử dụng quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để đầu tư cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối hỗ trợ hình thành mạng lưới các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và quốc tế, đồng thời hợp tác, tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương với khu vực miền Trung Tây Nguyên, và tổ chức các hoạt động truyền thông, ghi nhận, tôn vinh những tấm gương, ý tưởng, doanh nghiệp khởi nghiệp thành công ở địa phương. Chúng tôi mong muốn là thứ nhất là thúc đẩy cái tinh thần đổi mới sáng tạo của bản thân tập đoàn, và thứ hai là tìm ra những cái cơ hội để hỗ trợ và đầu tư và đồng hành cùng với cả những doanh nhân trẻ, phối hợp với cả cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tập đoàn để chúng ta đi nhanh hơn, đi cùng nhau và tạo ra một cái sức bật tổng hợp của cả tập đoàn và các cái đơn vị tư nhân ở bên ngoài, nhà đầu tư bên ngoài và các cái dự án doanh nhân đổi mới sáng tạo. Có thể nói rằng không chỉ chọn ra 12 ý tưởng dự án tiêu biểu để trao giải, mà cả 53 dự án dự thi và 25 dự án được chọn vào bảng kết năm nay là những dự án được hung đúc từ tâm huyết, sự đam mê và đặc biệt là sự sáng tạo của các thế hệ thanh niên thời đại mới. Các dự án tham gia cuộc thi đều mang tính sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của Thừa Thiên Huế. Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ gia hạn giảm các khoản phí lệ phí đã giảm trong năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022. Ngoài gia hạn cho các loại phí lệ phí đã giảm, trong báo cáo gửi mới đây, Bộ Tài chính cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành ra soát điều chỉnh giảm phí lệ phí khác để hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra, năm 2021, Chính phủ còn giảm thêm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, phí trong lĩnh vực thú y. Các loại phí này giảm từ 10 đến 50%. Tổng số phí lệ phí ước giảm thu trong năm 2020-2021 khoảng 3.000 tỷ đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình về việc sửa đổi chính sách đối với người lao động vô dư khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất người lao động vô dư nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.